Sự khởi đầu của kỷ nguyên số. Trong series phim này, chúng ta sẽ đi từ những khái niệm cơ bản nhất là bit, byte, transistor và cổng logic cho đến những ứng dụng phức tạp hơn như hệ điều hành, thực tế ảo và robot. Chúng ta sẽ khám phá các chủ đề liên quan đến máy tính như là một môn khoa học máy tính. Như bạn đã biết, máy vi tính đã và đang là huyết mạch của thế giới ngày nay. Giả sử nếu tất cả các máy tính trên thế giới đột nhiên tắt cùng một lúc thì lưới điện sẽ bị sập, các phương tiện giao thông sẽ gây ra nhiều tai nạn hơn, máy bay sẽ rơi, nhà máy xử lý nước sẽ dừng hoạt động, thị trường chứng khoán sẽ đóng băng, xe tải chở hàng hóa sẽ không biết nơi nào để giao hàng và nhân viên có thể sẽ không được trả lương. Ngay cả nhiều sản phẩm tưởng chừng không có liên quan gì tới máy tính như bộ đồ chúng ta đang mặc và cái ghế các bạn đang ngồi xem phim này cũng có thể được sản xuất trong các nhà máy được điều khiển bằng máy vi tính. Máy tính thực sự đã thay đổi gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thế giới đã và đang thay đổi nhờ công nghệ như thế này. Những tiến bộ về sản xuất trong cách mạng công nghiệp đã đưa nền văn minh của loài người lên một quy mô mới trong nông nghiệp, công nghiệp và cuộc sống gia đình. Cơ giới hóa đồng nghĩa với việc thu hoạch nhanh và nhiều thực phẩm hơn. Hàng hóa được sản xuất hàng loạt, thông tin liên lạc thuận tiện, di chuyển nhanh và rẻ hơn, và tất cả đều tạo cho chúng ta một cuộc sống chất lượng hơn. Và công nghệ máy tính vẫn đang thực hiện điều đó ngay lúc này. Từ việc tự động hóa trong nông nghiệp, thiết bị y tế tự động, thông tin liên lạc toàn cầu, nhiều cách tiếp cận mới về giáo dục, và những ranh giới mới như thực tế ảo và xe không người lái. Chúng ta đang sống trong thời điểm có thể được xem như thời đại 4.0 hay thời đại điện tử, với hàng tỷ con transistor nằm gọn trong một chiếc điện thoại thông minh. Máy vi tính nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực sự chúng cũng chỉ là những chiếc máy đơn giản thực hiện các hành động phức tạp thông qua nhiều lớp trừu tượng. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta trong series phim này là sẽ bóc tách những lớp trừu tượng này, bắt đầu từ hệ nhị phân với chỉ có số 0 và số 1, tới các đơn vị logic, bộ vi xử lý CPU, hệ điều hành, mạng Internet và hơn thế nữa. Nghe có vẻ bắt đầu hơi rắc rối, nhưng bạn không cần phải quá lo lắng. Vì với nhiều mức độ khác nhau thì một người mua đồ trên một trang web nào đó không nhất thiết phải biết trang web đó đã được lập trình như thế nào, hoặc như các kỹ sư router không cần phải biết về logic transistor. Trong loạt phim này, mỗi tập phim sẽ được xây dựng trên các tập phim trước đó nhưng sẽ không phụ thuộc vào chúng. Vào cuối loạt bài này, tôi hy vọng rằng bạn có thể hiểu rõ hơn vai trò của máy tính trong nhiều lĩnh vực khác nhau và cách mà phát minh được cho là lớn nhất của loài người này, với những tác động lớn nhất của nó vẫn còn chưa được khám phá hết. Nhưng trước khi chúng ta nhảy vào một bệ kiến thức rộng lớn như vậy, chúng ta nên bắt đầu từ nguồn gốc của máy tính. Bởi vì mặc dù máy tính điện tử là một khái niệm tương đối mới, nhưng nhu cầu cần tính toán thì không. Thiết bị được sử dụng sớm nhất để tính toán đó là bàn tính Abacus, được phát minh ra ở Mesopotamia vào khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Nó là một máy tính hoạt động bằng tay, giúp cộng và trừ nhiều số. Nó cũng lưu trữ trạng thái hiện tại của việc tính toán, giống như ổ cứng trong máy tính của bạn hiện nay. Bàn tính được tạo ra bởi vì quy mô của xã hội đã dần trở nên lớn hơn về số lượng mà một người có thể nhớ và kiểm soát trong tâm trí của họ. Ví dụ như, có thể có hàng ngàn người trong một ngôi làng hay hàng chục ngàn gia súc. Có rất nhiều biến thể của bàn tính, nhưng hãy nhìn vào một phiên bản cơ bản với mỗi hàng lần lượt đại diện cho hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn. Như vậy, mỗi hạt ở hàng dưới cùng tương đương một đơn vị duy nhất. Mỗi hạt ở hàng thứ hai từ dưới lên tương đương với 10 đơn vị. Mỗi hạt ở hàng thứ ba từ dưới lên là 100 đơn vị và tiếp tục như thế. Ví dụ, chúng ta có 3 con bò tương đương với 3 hạt ở hàng dưới cùng bên phải. Nếu chúng ta mua thêm 4 con bò nữa, chúng ta sẽ chỉ trượt thêm 4 hạt về bên phải, thành tổng cộng là 7. Nhưng nếu chúng ta thêm 5 con nữa, nghĩa là tổng số hiện tại là 12. Lúc này, hàng dưới cùng sẽ không đủ số hạt để thể hiện con số 12. Vì vậy, ta sẽ trượt mọi thứ trở lại bên trái. Sau đó, trượt một hạt ở hàng thứ hai qua bên phải, đại diện cho 10 đơn vị là hàng chục, và sau đó thêm 2 hạt ở hàng dưới cùng cho tổng cộng là 12. Điều này đặc biệt hữu ích khi tính toán số lượng lớn, chẳng hạn như chúng ta cần thể hiện con số là 3456.
chúng ta sẽ thêm 6 ở hàng dưới cùng, 5 ở hàng thứ 2, 4 ở hàng thứ 3, và 3 ở hàng thứ 4. Chúng ta không cần phải tính nhẩm trong đầu và bàn tính sẽ lưu trữ tổng số. Trong 4.000 năm tiếp theo, con người đã phát triển rất nhiều các loại thiết bị tính toán thông minh như trước trắc tinh, Astrolabe đã cho phép các con tàu tính toán vĩ độ của họ trên biển, hay là thước Loga để hỗ trợ phép tính nhân và chia, và có hàng trăm loại đồng hồ được tạo ra để tính toán mặt trời mọc, thủy triều, vị trí của các thiên thể và thậm chí chỉ là tính thời gian. Mỗi thiết bị như vậy đều thực hiện một nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn so với trước khi có nó. Các thiết bị có nhiệm vụ giảm bớt rào cản, giảm công sức lao động của con người và khuếch đại năng lực trí tuệ của chúng ta. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, không có thiết bị nào từng được gọi là máy tính. Tài liệu ghi chép việc sử dụng từ máy tính bắt đầu từ năm 1613 trong một cuốn sách của Richard Braithwaite. Trong những ngày đó, từ máy tính không phải để nói về một cái máy, mà đang nói về chức vụ của công việc. Máy tính được hiểu là một người làm công việc tính toán. Chức danh này vẫn tồn tại cho đến cuối những năm 1800, khi ý nghĩa của máy tính bắt đầu chuyển qua ám chỉ về những thiết bị. Đáng chú ý vào thời điểm này là thiết bị có tên Stack Reckoner, được phát minh bởi nhà toán học người Đức Gottfried Leibniz vào năm 1694. Leibniz đã nói rằng, nhân phẩm của những người đàn ông tuyệt vời không dành để lãng phí thời gian trong việc tính toán, khi mà bất cứ người nông dân nào cũng có thể làm công việc này chính xác tương tự với sự trợ giúp của một cái máy. Stack Reckoner là một máy tính cơ kỹ thuật số. Nó hoạt động giống như cái đồng hồ đo quãng đường được gắn trên xe ô tô của bạn. Nó chỉ đơn giản là một cái máy để tính số km mà chiếc xe đã đi. Thiết bị này tính toán được là nhờ vào sự kết hợp của nhiều bánh răng quay. Mỗi bánh răng có 10 răng, tương đương với chữ số từ 0 đến 9. Bất cứ khi nào một bánh răng quay hết một vòng từ 0 tới 9, nó sẽ quay trở lại vị trí 0 và đẩy bánh răng ở cấp kế tiếp lên một răng. Điều này cũng tương tự như ví dụ về bàn tính Abacus ở phía trên. Khi hàng đơn vị đã đạt đến 10 đơn vị thì hàng chục sẽ tăng lên một giá trị. Cơ chế này cũng vận hành tương tự nhưng ngược lại khi thực hiện phép trừ. Với một số thủ thuật cơ khí thông minh, Stack Reckoner cũng đã có thể thực hiện được phép tính nhân và chia. Về mặt lý thuyết, nhân và chia các số, thực chất chỉ là thực hiện nhiều lần phép cộng và trừ. Ví dụ, nếu chúng ta muốn 17 chia cho 5, chúng ta chỉ cần trừ đi 5, sau đó tiếp tục trừ 5, sau đó trừ 5 một lần nữa cho tới khi không còn đủ để tiếp tục trừ đi 5 nữa. Từ đó, chúng ta biết có 3 lần 5 trong 17 với 2 còn dư lại. Stack Reckoner đã có thể làm điều này một cách tự động và cũng là chiếc máy đầu tiên có thể làm cả 4 phép tính cộng trừ nhân chia. Stack Reckoner đã thành công đến mức nó đã được sử dụng trong 3 thế kỷ tiếp theo. Nhưng thật không may, ngay cả khi đã có máy tính cơ khí, hầu hết các vấn đề thực tế trên thế giới đều đòi hỏi nhiều bước tính toán để đưa ra một câu trả lời. Điều đó có thể mất hàng giờ hoặc nhiều ngày chỉ để cho ra một kết quả duy nhất. Thêm vào đó, những chiếc máy cơ khí cồng kềnh này rất đắt tiền và tất nhiên là không thể tiếp cận được đối với hầu hết mọi người. Vì vậy, trước thế kỷ 20, hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm tính toán thông qua các sổ tay tra cứu đã được tính toán trước và tổng hợp bởi những máy tính con người mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu phim. Ví dụ, nếu bạn cần biết căn bậc 2 của con số 9.560.208, thì thay vì dành cả ngày để tính gãy tay, với bộ đếm Stack Reckoner, bạn có thể tìm thấy kết quả trong một cuốn sách lớn chứa đầy các bảng căn bậc 2 trong vòng 1 phút. Trên chiến trường, tốc độ và độ chính xác là đặc biệt quan trọng. Vì vậy nên quân đội là một trong số những đối tượng đầu tiên áp dụng tính toán vào các vấn đề phức tạp. Trong những năm 1800, Đại Bác có thể bắn xa hơn 1 km. Việc tính toán quỹ đạo bay của Đại Bác với độ chính xác cao thật sự là nhiệm vụ khó khăn khi phải cộng thêm các điều kiện môi trường khác nhau như gió, nhiệt độ, áp suất khí quyển. Các bảng tra cứu thông số được tạo ra cho phép các xạ thủ tìm kiếm các điều kiện môi trường và khoảng cách họ muốn bắn, và chiếc bảng này sẽ cho họ biết góc độ để thiết lập cho các khẩu Đại Bác. Những bảng tra cứu này rất hữu dụng, chúng được sử dụng nhiều trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Vấn đề là mỗi khi có bản thiết kế mới cho khẩu đại bác, một bản trà cứu mới cần phải được tính toán lại. Điều này sẽ rất tốn thời gian, cộng thêm việc chắc chắn sẽ có sai sót trong quá trình tính toán lại. Khi đó, Charles Babbage, người được coi là cha đẻ của công nghệ máy tính, đã đề xuất một thiết bị cơ khí mới có tên gọi là Difference Engine. Đó là một chiếc máy phức tạp hơn nhiều và có thể tính toán gần đúng các đa thức. Các đa thức mô tả mối quan hệ giữa nhiều biến số, từ đơn giản như mối liên hệ giữa khoảng cách và áp suất không khí, cho đến những đa thức phức tạp hơn như các hàm logarit và hàm lượng giác. Charles Babbage đã bắt đầu xây dựng cỗ máy này vào năm 1823, và trong hai thập kỷ tiếp theo, ông đã cố gắng chế tạo và kết nối 25.000 linh kiện. Đó là những thứ mà đã khiến cỗ máy này nặng khoảng 15 tấn. Thật không may là dự án này đã bị bỏ rơi, nhưng cho tới năm 1991, các nhà sử học đã hoàn thành cỗ máy này dựa trên bản vẽ và các bài viết của Charles Babbage, và nó đã hoạt động. Nhưng quan trọng hơn, trong quá trình xây dựng Difference Engine, Charles Babbage đã hình dung ra một chiếc máy thậm chí còn phức tạp và cao cấp hơn, đó là máy phân tích Analytical Engine. Không giống như Difference Engine, Step Reckoner và tất cả các thiết bị tính toán trước đó, máy phân tích là một cỗ máy tính đa mục đích. Nó có thể được sử dụng cho nhiều thứ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó có thể tiếp nhận dữ liệu và tự vận hành theo trình tự. Nó có bộ nhớ và thậm chí là một máy in nguyên thủy. Giống như Difference Engine, Analytical Engine đã đi trước thời đại của mình và vẫn chưa bao giờ được xây dựng một cách đầy đủ. Tuy nhiên, ý tưởng về một máy tính tự động, thứ mà có thể tự hướng dẫn chính nó thông qua một chuỗi các hoạt động tự động, là một bước tiến lớn và cũng là một dự báo trước cho các chương trình máy tính sau này. Nhà toán học người Anh Ada Lovelace là người đã viết các chương trình giả định cho Analytical Engine, đã nhận định rằng một ngôn ngữ mới, rộng lớn và mạnh mẽ được phát triển để sử dụng trong tương lai của sự phân tích. Với công việc của mình, Ada Lovelace thường được coi là lập trình viên đầu tiên của thế giới. Có thể nói, Analytical Engine đã truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học máy tính đầu tiên, những người đã kết hợp nhiều ý tưởng của Babbage trong những chiếc máy của họ. Đây là lý do tại sao Babbage thường được coi là cha đẻ của máy tính. Với sự ra đời của Analytical Engine vào cuối thế kỷ 19, các thiết bị tính toán đã được sử dụng cho các nhiệm vụ có mục đích đặc biệt trong khoa học và kỹ thuật, nhưng nó lại hiếm khi được dùng trong kinh doanh, trong chính phủ hoặc trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã phải đối mặt với một vấn đề cho cuộc điều tra dân số vào năm 1890. Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu một cuộc điều tra dân số được thực hiện mỗi 10 năm cho các mục đích phân phát quỹ liên bang, đại diện trong quốc hội và những thứ tương tự như thế. Từ năm 1880, dân số Hoa Kỳ đang bùng nổ, chủ yếu là do người nhập cư. Cuộc điều tra dân số đó đã kéo dài 7 năm để biên soạn theo cách làm thủ công, và đến thời điểm nó được hoàn thành thì những thông tin trong cuộc điều tra dân số đó cũng đã trở nên lỗi thời. Và các chuyên gia đầu ngành đã dự đoán rằng cuộc điều tra dân số năm 1890 sẽ phải mất tới 13 năm để tính toán. Như vậy, nhiệm vụ phải thực hiện điều tra dân số mỗi 10 năm một lần là bất khả thi. Khi đó, cuộc điều tra dân số đã tìm đến Herman Hollerith, người đã xây dựng Tabulating Machine. Cái máy của ông là một loại máy điện cơ. Nó sử dụng các hệ thống cơ khí truyền thống để lưu trữ những tính toán tương tự như Step Reckoner của Leibniz, nhưng nó có kết hợp với các linh kiện điện. Máy của Hollerith đã sử dụng thẻ đục lỗ để lưu trữ thông tin. Thẻ đục lỗ là những tấm giấy với một mạng lưới các vị trí có thể được đục lỗ để đại diện cho dữ liệu. Ví dụ, có một loại lỗ đại diện cho tình trạng hôn nhân. Nếu bạn đã kết hôn, bạn sẽ đục vào lỗ đã kết hôn trên tấm thẻ của bạn. Sau đó, khi thẻ được đút vào máy của Hollerith, những cây kim nhỏ bằng kim loại sẽ dập lên thẻ. Nếu một vị trí đã được đục lỗ, cây kim tại vị trí đó sẽ đi qua lỗ trên thẻ và vào một lọ nhỏ đựng thủy ngân ở bên dưới tấm thẻ, và nó đã tạo thành một mạch điện kín. Mạch điện kín này sẽ cấp nguồn cho một động cơ điện để nó quay thêm một nấc, tương đương với một đơn vị trong phần thống kê tổng số lượng người đã kết hôn. Máy của Hollerith nhanh hơn khoảng 10 lần so với các bàn thống kê bằng tay.
Vì thế, nhiệm vụ điều tra dân số năm đó đã hoàn thành chỉ trong 2 năm rưỡi và đã tiết kiệm cho cơ quan điều tra dân số hàng triệu đô la. Các doanh nghiệp bắt đầu nhận thấy được giá trị của máy tính và tiềm năng của nó trong việc gia tăng lợi nhuận bằng cách cải thiện năng suất lao động đối với những công việc liên quan nhiều đến dữ liệu như kế toán, đánh giá bảo hiểm và quản lý hàng tồn kho. Để đáp ứng được nhu cầu này, Hollerith đã thành lập The Tabulating Machine Company. Đây cũng chính là công ty đã sáp nhập với các nhà sản xuất máy móc khác vào năm 1924 để trở thành The International Business Machines Corporation, viết tắt là IBM mà bạn có thể đã từng nghe đến. Những cỗ máy kinh doanh điện cơ này có thể được coi là một thành công lớn. Nó thực sự đã thay đổi cách mà chính phủ và thương nghiệp đã vận hành. Cho đến giữa những năm 1900, sự bùng nổ dân số thế giới cộng với sự gia tăng thương mại toàn cầu đã đòi hỏi nhiều công cụ linh hoạt và nhanh hơn để xử lý dữ liệu. Chính điều này đã tạo nên giai đoạn bùng nổ dành cho máy tính kỹ thuật số, và đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ nói đến trong tập phim kế tiếp. Máy tính điện tử. Tập phim trước đã đưa chúng ta đến đầu thế kỷ 20, thời điểm mà các thiết bị tính toán với mục đích đặc biệt như tabulating machine đã mang đến lợi ích to lớn cho chính phủ và doanh nghiệp. Tabulating machine đã hỗ trợ và đôi khi thay thế những việc làm bằng tay lặp đi lặp lại. Nhưng quy mô của loài người vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng thấy. Nửa đầu của thế kỷ 20 đã chứng kiến dân số thế giới tăng gần gấp đôi. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã huy động 70 triệu người và chiến tranh thế giới thứ hai huy động hơn 100 triệu người. Mạng lưới thương mại và vận chuyển toàn cầu đã liên kết với nhau hơn bao giờ hết. Nỗ lực phát triển về kỹ thuật và khoa học của chúng ta đã đạt đến những đỉnh cao mới. Chúng ta thậm chí đã bắt đầu xem xét nghiêm túc đến việc viễn thăm các hành tinh khác. Chính sự bùng nổ của quy mô, sự phức tạp và nhu cầu cao về dữ liệu đã thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu cho tự động hóa và tính toán. Chẳng bao lâu sau đó, các máy tính cơ điện có kích thước bằng một cabin đã phát triển thành những cỗ máy khổng lồ như một căn phòng. Những gã khổng lồ này vừa tốn kém để duy trì hoạt động và vừa dễ bị lỗi. Nhưng nó chính là những chiếc máy sẽ thiết lập nền tảng cho sự đổi mới trong tương lai. Một trong những máy tính cơ điện lớn nhất đã được xây dựng là Harvard Mark I, được hoàn thành vào năm 1944 bởi IBM cho phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Nó đã chứa 765.000 linh kiện, 3 triệu kết nối và hơn 800 km dây dẫn. Để đồng bộ hóa hệ thống cơ học bên trong, nó sử dụng một trục 15 mét chạy xuyên qua máy được điều khiển bởi một động cơ 5 mã lực. Một trong những ứng dụng sớm nhất của công nghệ này là chạy mô phỏng cho dự án Manhattan. Bộ não của những cỗ máy cơ điện tử khổng lồ này chỉ đơn giản là những rơ le. Rơ le chỉ là công tắc cơ được điều khiển bằng điện. Trong mỗi rơ le có một cuộn dây điều khiển cho rơ le mở hoặc đóng. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, trường điện từ được tạo ra. Trường điện từ này tác động lên thanh kim loại bên trong rơ le và khiến cho nó đóng lại. Bạn có thể liên tưởng rơ le hoạt động giống như một cái vành nước. Khi rơ le đóng, sẽ có dòng điện chạy qua công tắc bên trong rơ le. Tương tự như khi vành nước được mở thì sẽ có nước chảy ra. Ngược lại, khi rơ le hở thì không có dòng điện chạy qua công tắc. Tương tự như khi vành nước đóng lại thì sẽ không có nước chảy ra. Mạch điện điều khiển có thể được kết nối với các mạch điều khiển khác hoặc được kết nối với một thiết bị nào đó, chẳng hạn như một động cơ dùng để tăng số lượng đếm bằng các bánh răng, giống như trong máy tabulating machine của Hollerith mà chúng ta đã nói đến ở tập phim trước. Thật không may, công tắc cơ khí bên trong rơ le khá cồng kềnh, vì vậy nó không thể di chuyển nhanh để chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái mở và đóng. Một rơ le tốt trong những năm 1940 có thể bật và tắt 50 lần trong một giây. Điều đó nghe có vẻ khá nhanh, nhưng thực chất là không đủ nhanh để có thể trở nên hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp. Harvard Mark I có thể làm 3 phép cộng hoặc phép trừ mỗi giây. Phép nhân thì mất 6 giây và phép chia thì mất 15 giây. Còn đối với các hoạt động phức tạp hơn như hàm lượng giác thì có thể mất hơn 1 phút. Ngoài tốc độ đóng, mở chậm, một hạn chế nữa đối với rơ le đó là sự hao mòn. Bất cứ chuyển động cơ học nào cũng sẽ bị hao mòn theo thời gian.
Khi đó, một vài rơ le sẽ bị hỏng hoàn toàn. Một vài rơ le khác có thể bắt đầu bị dính, chậm và không còn đáng tin cậy. Khi số lượng rơ le tăng, xác suất hư hỏng của cả cỗ máy cũng tăng theo. Harvard Mark I có khoảng 3.500 rơ le. Ngay cả khi bạn cho rằng một rơ le có thể hoạt động tốt trong 10 năm, điều này có nghĩa là bạn phải thay thế trung bình một rơ le bị hư hỏng mỗi ngày. Đó là một vấn đề lớn khi cỗ máy này đang chạy để xử lý một vấn đề quan trọng, một phép tính mất nhiều ngày. Và đó chưa phải là tất cả những rắc rối mà các kỹ sư phải chiến đấu với. Những cỗ máy khổng lồ, ù tối và ấm nóng này cũng rất thu hút côn trùng. Tháng 9 năm 1947, các nhà vận hành trên Harvard Mark II đã bắt được một con bướm chết từ một rơ le hỏng hóc. Chris Hopper, người chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn trong tập sau, đã ghi chú. Từ đó trở đi, khi bất cứ điều gì đã xảy ra với máy tính, chúng ta nói rằng nó có bug trong đó. Bug có nghĩa là con bọ. Bug là thuật ngữ được dùng rất nhiều trong khoa học máy tính, và đó cũng là lúc thuật ngữ computer bug ra đời. Rõ ràng là để khoa học máy tính có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải có giải pháp cho vấn đề này. Nhu cầu về một thứ gì đó đáng tin cậy hơn để thay thế cho rơ le điện cơ là điều đã làm đau đầu các nhà khoa học vào thời điểm đó. May mắn thay, giải pháp thay thế đã tồn tại. Năm 1904, nhà vật lý người Anh John Ambrose Fleming đã phát minh một linh kiện mới được gọi là van nhiệt điện. Van này có hai điện cực bên trong một cái bóng đèn thủy tinh được hút chân không. Và đây cũng là ống chân không đầu tiên trong lịch sử. Van nhiệt điện có hai điện cực chính là cathode và anode. Khi có một dòng điện chạy qua cathode, nó sẽ nóng lên và bắt đầu giải phóng electron. Quá trình này được gọi là phát xạ nhiệt. Vì trong bóng đèn là môi trường chân không, nên các electron này sẽ gặp rất ít sự cản trở khi di chuyển. Vì vậy, nó sẽ bị hút về phía anode đã được tích điện dương. Khi đó, mạch điện được xem như là đã khép kín nên sẽ có dòng điện chạy qua. Hoạt động của van nhiệt điện cũng tương tự như hoạt động của linh kiện điện tử có tên là diode. Nó cũng chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều cố định. Vấn đề hóc búa mà các nhà khoa học phải đối mặt tại thời điểm đó là làm sao để có thể điều khiển tắt hoặc mở dòng điện chạy qua van nhiệt điện. Thử thách này chỉ được giải quyết sau 2 năm. Vào năm 1906, nhà phát minh người Mỹ Lee DeForest đã thêm một điện cực điều khiển thứ ba có tên là grid, nằm giữa hai điện cực trong thiết kế của Fleming. Bằng cách cung cấp điện tích dương cho grid, nó sẽ cho phép dòng chảy của các electron đi qua. Nhưng nếu grid được cung cấp điện tích âm, nó sẽ ngăn chặn dòng chảy của các electron. Vì vậy, bằng cách điều khiển điện áp tại grid, các nhà khoa học đã có thể mở hoặc tắt mạch điện. Nó hoạt động khá giống như một rơ le, nhưng điều quan trọng là ống chân không, không có bất kỳ bộ phận cơ khí nào chuyển động. Điều này có nghĩa là nó sẽ có ít bị hao mòn, và quan trọng hơn cả là nó có thể chuyển đổi trạng thái tắt hoặc mở hàng ngàn lần mỗi giây. Những ống chân không ba cực này đã trở thành nền tảng của đài phát thanh, điện thoại đường dài và nhiều thiết bị điện tử khác cho gần một nửa thế kỷ. Tuy nhiên, ống chân không không hoàn hảo, chúng khá cồng kềnh, mỏng manh dễ vỡ và có thể cháy sáng như bóng đèn. Nó là một cải tiến lớn từ rơ le cơ học. Lúc mới xuất hiện, ống chân không rất đắt tiền. Một bộ radio thường chỉ được sử dụng một cái ống chân không thôi, nhưng một cái máy tính có thể cần tới hàng trăm hoặc hàng ngàn công tắc điện. Phải cho đến những năm 1940, chi phí và độ tin cậy của chúng mới được cải thiện đến mức để chúng trở nên khả thi khi được sử dụng vào trong máy vi tính, ít nhất là được sử dụng bởi những người có nhiều tiền như các chính phủ. Thời khắc này đã đánh dấu sự chuyển đổi từ tính toán cơ điện sang điện toán điện tử. Ứng dụng quy mô lớn đầu tiên của các ống chân không cho máy tính là Colossus MK1, được thiết kế bởi kỹ sư Tommy Flowers và hoàn thành trong tháng 12 năm 1943. Colossus MK1 đã được cài đặt tại công viên Bletchley ở Anh và đã giúp giải mã thông tin liên lạc của Đức Quốc xã. Colossus MK1 chứa 1.600 ống chân không, và tổng cộng đã có 10 cái Colossus MK1 được xây dựng để phục vụ cho công việc giải mã. Colossus MK1 được coi là máy tính điện tử đầu tiên có thể lập trình được.
Tuy nhiên, việc lập trình khi đó đã được thực hiện bằng cách cắm hàng trăm sợi dây điện vào bảng điều khiển để thiết lập cho máy tính thực hiện các hoạt động mong muốn. Vì vậy, mặc dù được ghi nhận là có thể lập trình được, nhưng nó vẫn cần được thiết lập cấu hình về phần cứng để có thể thực hiện được một tính toán cụ thể. Nhưng cũng không phải chờ quá lâu, chỉ vài năm sau đó, vào năm 1946, tại trường đại học của Pennsylvania, ENIAC được thiết kế bởi John Moseley và J. Prosper Eckert đã được hoàn tất. Đây là cái máy tính đa chức năng có thể lập trình được theo đúng nghĩa đen đầu tiên trên thế giới. ENIAC có thể thực hiện 5.000 phép cộng hoặc phép trừ 10 chữ số, nhanh hơn rất rất nhiều bất kỳ chiếc máy nào đã có trước đó. Nó đã được hoạt động trong 10 năm và được ước tính là đã tính toán số học nhiều hơn toàn bộ những gì loài người đã từng làm đến điểm đó. Nhưng cũng tại thời điểm đó, nhiều ống chân không bị hư hỏng là chuyện bình thường. ENIAC nói chung chỉ hoạt động được khoảng nửa ngày cho mỗi lần trước khi lại bị sự cố. Chính vì vậy, máy tính dựa trên các ống chân không cũng đã không xưng hùng xưng bá được quá lâu. Vào những năm 1950, nó đã đạt đến giới hạn của công nghệ này. Trong tập sau, chúng ta sẽ nói thêm một chút về máy tính AN-FSQ-7 của Không lực Hoa Kỳ, đã được hoàn thành vào năm 1955 và là một phần của hệ thống máy tính phòng không SAGE. Quay trở lại với công nghệ ống chân không, cùng với những nút thắt cần phải được tháo gỡ để có thể nâng cấp cho máy tính vào thời gian đó, để giảm chi phí và kích cỡ, cũng như cải thiện về độ tin cậy và tốc độ, một công tắc điện tử mới cấp tiến hơn là thực sự cần thiết. Năm 1947, các nhà khoa học gồm John Bardeen, Walter Bratton và William Shockley của phòng thí nghiệm Bell đã phát minh ra transistor và cùng với nó, một kỷ nguyên mới của máy tính đã được sinh ra. Những lý thuyết về vật lý liên quan tới transistor khá phức tạp. Nó dựa vào cơ học lượng tử. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những điều cơ bản trong tập phim này. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách transistor hoạt động, bạn có thể xem thêm phim Transistor hoạt động như thế nào của kênh Tri thức nhân loại trong link ở phần mô tả. Quay trở lại với tập phim này, một transistor có chức năng giống như ống chân không đã được trình bày ở phía trên. Nó cũng là một công tắc có thể được mở hoặc tắt bằng cách cung cấp điện áp phù hợp cho cực điều khiển. Thông thường, transistor có hai điện cực được phân cách bởi một loại vật liệu mà vừa có thể dẫn điện và lại vừa có thể cách điện. Đó là vật liệu bán dẫn. Trong trường hợp này, dây điều khiển được gắn vào điện cực gate. Bằng cách thay đổi điện áp đặt vào gate, các nhà khoa học có thể cho phép hoặc ngăn chặn dòng điện chạy qua hai điện cực còn lại của transistor. Điều này cũng tương tự như ví dụ về cái vành nước đã được trình bày ở phần trên. Một ưu điểm đáng chú ý nhất đối với transistor phiên bản đầu tiên đó là nó có thể chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt 10.000 lần mỗi giây. Điều này đã cho thấy linh kiện điện tử này có một tiềm năng rất lớn. Hơn nữa, không giống như các ống chân không cồng kềnh được làm bằng thủy tinh và những thành phần mỏng manh dễ vỡ, transistor được làm từ vật liệu cứng và có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với rơ le và ống chân không. Điều này đã dẫn đến các máy tính có thể được làm nhỏ hơn và rẻ hơn đáng kể, chẳng hạn như mẫu IBM 608 được phát hành vào năm 1957. Đây là cái máy tính đầu tiên được điều khiển hoàn toàn bằng transistor và được bán rộng rãi trên thị trường. Nó chứa 3.000 transistor và có thể thực hiện 4.500 phép cộng hoặc khoảng 80 phép nhân hoặc chia mỗi giây. IBM đã sớm chuyển đổi tất cả các sản phẩm dùng để tính toán của mình qua sử dụng transistor và đưa máy tính dựa trên transistor vào những văn phòng và thậm chí là các hộ gia đình. Ngày nay, máy tính sử dụng transistor có kích thước nhỏ hơn 50 nanomet. Để bạn có thể hình dung rõ hơn, một tờ giấy dày khoảng 100.000 nanomet, transistor không chỉ nhỏ một cách khó tin mà còn cực kỳ nhanh. Chúng có thể chuyển đổi trạng thái tắt hoặc mở hàng triệu lần mỗi giây và có thể hoạt động trong nhiều thập kỷ. Có rất nhiều nghiên cứu và phát triển về chất bán dẫn và transistor đã và đang diễn ra ở thung lũng Santa Clara, nằm giữa San Francisco và San Jose, California. Vật liệu phổ biến nhất được sử dụng để tạo ra chất bán dẫn là silic. Đó là lý do tại sao người ta còn gọi khu vực này là thung lũng silicon. Như vậy, chúng ta đã đi từ rơ le sang ống chân không, rồi đến transistor. Chúng ta có thể điều khiển tắt
và mở điện một cách rất rất nhanh. Câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào mà transistor có thể thực sự tính toán một thứ gì đó trong khi chúng ta không có động cơ và bánh răng? Đó là những gì chúng ta sẽ đề cập đến trong vài tập phim tiếp theo. Đại số Boolean và cổng logic. Hôm nay, chúng ta bắt đầu hành trình của mình lên nấc thang của sự trừu tượng, nơi mà chúng ta sẽ bỏ lại đằng sau sự đơn giản của những sự việc có thể được nhìn thấy bằng mắt thường như các công tắc và bánh răng, để có thể nâng cao khả năng kết hợp giữa phần cứng và phần mềm trong các hệ thống ngày càng phức tạp. Trong tập phim trước, chúng ta đã nói về cách máy tính phát triển từ các thiết bị điện cơ mà thường sử dụng răng trên những bánh răng để biểu thị cho số thập phân, cho tới các máy tính điện tử sử dụng transistor để có thể bật hoặc tắt dòng điện. Và may mắn thay, ngay cả khi chỉ với hai trạng thái điện là tắt hoặc mở, chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng để đại diện cho tất cả những thông tin quan trọng. Chúng ta gọi các biểu diễn này là nhị phân, nghĩa đen có nghĩa là hai trạng thái, giống như cách một chiếc xe đạp có hai bánh vậy. Bạn có thể nghĩ rằng hai trạng thái là quá ít để có thể giải quyết được một công việc nào đó. Có thể bạn đã nghĩ đúng, nhưng nếu bạn có thể kết hợp nhiều lần và theo một thứ tự nhất định của hai trạng thái đó thì câu chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác. Trong máy tính, trạng thái bật là khi dòng điện chạy qua và được biểu thị là true. Ngược lại, trạng thái tắt là khi không có dòng điện chạy qua và đại diện cho false. Chúng ta cũng có thể viết dưới dạng nhị phân là số 1 và số 0, thay thế cho true và false. Đó chỉ là nhiều cách diễn tả khác nhau của cùng một tín hiệu, nhưng chúng ta sẽ nói thêm nhiều hơn về điều này trong tập phim tiếp theo. Hiện tại, transistor có nhiều ứng dụng hơn là chỉ để bật và tắt dòng điện. Transistor có thể cho phép nhiều mức dòng điện khác nhau chạy qua nó. Một số máy tính điện tử ban đầu đã sử dụng 3 trạng thái, và thậm chí là đã sử dụng 5 trạng thái. Vấn đề là, càng có nhiều trạng thái trung gian thì càng khó giữ tất cả chúng riêng biệt. Chẳng hạn như nếu pin điện thoại thông minh của bạn bắt đầu cạn hoặc có tín hiệu nhiễu do ai đó đang chạy lò vi sóng gần đó, thì các trạng thái của transistor có thể bị trộn lẫn. Và vấn đề này chỉ trở nên tệ hơn với các transistor cần phải thay đổi trạng thái hàng triệu lần mỗi giây. Vì vậy, việc đặt hai trạng thái tương ứng với hai mức tín hiệu càng xa nhau càng tốt. Đó là lý do các nhà khoa học chỉ sử dụng hai trạng thái bật và tắt. Hai trạng thái này cho chúng ta sự khác biệt rõ ràng nhất về mặt tín hiệu để giảm thiểu những vấn đề vừa nói ở trên. Một lý do khác khiến máy tính sử dụng hệ nhị phân, đó là toàn bộ nhánh toán học này đã có sẵn chỉ để xử lý các giá trị đúng và sai, tương ứng với true và false. Nhánh toán học này đã tìm ra tất cả các quy tắc và hoạt động cần thiết để điều khiển chúng. Nó được gọi là đại số Boolean. Đại số Bool được đặt tên theo George Boole, một nhà toán học người Anh vào những năm 1800. Ông quan tâm đến việc trình bày các phát biểu logic theo cách tiếp cận của Aristotle, gồm có 3 trạng thái, dưới, trên và ngoài. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhánh toán học này lại dựa trên nền tảng triết học. Cách tiếp cận của Boole cho phép chân lý được chứng minh một cách có hệ thống và chính thức thông qua các phương trình logic mà ông đã giới thiệu trong cuốn sách đầu tiên của mình, The Mathematical Analysis of Logic, vào năm 1847. Trong đại số thông thường, loại mà bạn có thể đã học ở trường trung học, giá trị của các biến là số và các phép toán trên những số đó là những thứ như cộng, trừ, nhân và chia. Nhưng trong đại số Boolean, giá trị của các biến là true và false, và các phép toán chỉ là sự hợp lý logical. Có 3 phép toán nền tảng trong đại số Boolean, phép toán not, and và or. Những phép toán này thực sự hữu ích và thú vị, vì vậy chúng ta sẽ xem xét chúng một cách riêng lẻ. Phép toán not nhận một giá trị Boolean duy nhất, true hoặc false, và phủ định nó. Nó chuyển true thành false và ngược lại, false thành true. Chúng ta có thể viết ra một bảng logic nhỏ hiển thị giá trị ban đầu của đầu vào, input, và kết quả tại đầu ra, output, sau khi áp dụng phép toán not. Bây giờ là phần thú vị. Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng logic Boolean từ các transistor. Như chúng ta đã thảo luận ở tập phim trước, transistor thực sự chỉ là một công tắc điều khiển bằng điện. Chúng có 3 chân gồm 2 điện cực và 1 chân điều khiển. Khi bạn cung cấp điện áp vào chân điều khiển,
Nó sẽ cho phép dòng điện chạy qua từ điện cực 1, qua transistor và đến điện cực 2. Điều này rất giống một cái van trên đường ống nước, mở van nước chảy, đóng van nước tắc. Bạn có thể coi chân điều khiển là đầu vào, tương ứng với input trong bảng logic, và điện cực 2 là đầu ra, tương ứng với output trong bảng logic. Như vậy, với một transistor duy nhất, chúng ta có một đầu vào và một đầu ra. Nếu chúng ta bật đầu vào, thì đầu ra cũng bật vì dòng điện có thể chạy qua nó. Nếu chúng ta tắt đầu vào, thì đầu ra cũng tắt vì dòng điện không thể đi qua nữa. Hoặc theo thuật ngữ Boolean, khi đầu vào là true, thì đầu ra là true. Và khi đầu vào là false, đầu ra cũng là false. Một lần nữa, chúng ta có thể hiển thị trên bảng logic. Tuy nhiên, đây không phải là điều chúng ta mong muốn, vì nó không giải quyết được gì cả khi đầu vào và đầu ra giống nhau. Nhưng chúng ta có thể sửa đổi mạch điện này một chút để tạo ra phép toán NOT. Thay vì dùng đầu ra ở điện cực 2, chúng ta có thể đổi điện cực 1 là đầu ra và nối điện cực 2 vào phần ground, GND của mạch điện. Khi đó, nếu chúng ta bật đầu vào, transistor sẽ cho phép dòng điện đi qua nó và xuống ground. Trong kỹ thuật điện, khi dòng điện được nối thẳng xuống ground thì sẽ không còn có dòng điện đi qua các nhánh khác. Do đó, tại dây đầu ra sẽ không có dòng điện đi qua, tương đương với trạng thái đầu ra bị tắt. Nhưng khi chúng ta tắt đầu vào, dòng điện sẽ bị ngăn không cho truyền xuống đất. Do đó, dòng điện lúc này sẽ chạy qua dây đầu ra, tương đương với trạng đầu ra được bật. Và điều này khớp với bản logic của phép toán NOT. Vậy xin chúc mừng, chúng ta vừa mới xây dựng được một mạch điện cho phép toán NOT. Trong kỹ thuật, các kỹ sư thường gọi chúng là cổng NOT. Sở dĩ được gọi là cổng vì chúng đang kiểm soát đường đi của dòng điện. Phép toán Boolean AND nhận hai đầu vào, nhưng vẫn chỉ có một đầu ra duy nhất. Trong trường hợp này, đầu ra chỉ là true nếu cả hai đầu vào đều là true. Hãy suy nghĩ về nó như việc nói sự thật. Bạn chỉ hoàn toàn trung thực nếu bạn không nói dối dù chỉ một chút. Ví dụ, ta nói quả dưa hấu có vỏ màu xanh và ruột màu đỏ. Cả hai sự kiện này đều là true, nên cả câu phát biểu này là true. Nhưng nếu ta nói quả dưa hấu có vỏ màu xanh và ruột màu tím thì cả câu nói này là false vì ruột của quả dưa hấu không phải là màu tím. Đối với phép toán AND, chỉ cần có ít nhất một trong hai sự kiện false thì xem như toàn bộ câu lệnh đó sẽ là false. Và một lần nữa, chúng ta có thể viết tất cả các trường hợp này trong một bảng logic cho phép toán AND. Để xây dựng một cổng AND, chúng ta cần hai transistor được kết nối với nhau để tạo ra hai đầu vào và một đầu ra. Nếu chúng ta chỉ bật transistor A, dòng điện sẽ không thể chạy tới đầu ra được vì nó bị chặn bởi transistor B. Tương tự, nếu transistor B đang bật nhưng transistor A tắt, thì dòng điện cũng không thể đi tới đầu ra được. Chỉ duy nhất khi transistor A và transistor B đều bật thì dây đầu ra mới có dòng điện. Phép toán Boolean cuối cùng là OR. Cũng có hai đầu vào và một đầu ra, nhưng chỉ cần một trong hai đầu vào là true thì đầu ra sẽ là true. Cũng lấy ví dụ như ở trên với tuyên bố quả dưa hấu có vỏ màu xanh và ruột màu tím. Mặc dù sự kiện ruột màu tím là không đúng sự thật, nhưng do sự kiện vỏ có màu xanh là đúng sự thật, nên tổng thể tuyên bố này là đúng sự thật trong phép toán OR. Câu lệnh OR cũng đúng nếu cả hai dữ kiện đều đúng. Chỉ có một trường hợp duy nhất mà một câu lệnh OR là sai khi cả hai dữ liệu đầu vào đều sai. Để xây dựng một cổng OR, chúng ta cũng cần hai transistor được kết nối với nhau để tạo ra hai đầu vào và một đầu ra. Nhưng thay vì có hai transistor mắc nối tiếp nhau, chúng ta sẽ mắc chúng song song với nhau. Nếu cả hai transistor bị tắt, dòng điện bị ngăn không thể đi tới đầu ra, do đó đầu ra cũng tắt. Bây giờ, nếu chúng ta chỉ bật transistor A, dòng điện có thể chạy qua transistor A để đến đầu ra. Tương tự, nếu transistor A tắt, nhưng transistor B bật, thì dòng điện có thể chạy qua transistor B để đến đầu ra. Về cơ bản, nếu A hoặc B được bật, đầu ra cũng được bật. Ngoài ra, nếu cả hai transistor đều bật, thì đầu ra vẫn bật. Như vậy, chúng ta đã có các cổng NOT, AND và OR. Bây giờ, chúng ta sẽ phải bỏ lại phía sau yếu tố cấu thành nên các cổng này từ các transistor, để chúng ta có thể chuyển lên một lớp trừu tượng hơn.
Các kỹ sư sử dụng các cổng này trong bản vẽ thiết kế của họ dưới hình dạng là một hình tam giác với dấu chấm cho cổng NOT, hình chữ D cho cổng AND và hình một chiếc phi thuyền cho cổng OR. Đó không phải là những cái tên chính thức, nhưng đó là cách tôi nghĩ về chúng. Đại diện cho chúng và suy nghĩ về chúng theo cách này cho phép chúng ta xây dựng các linh kiện điện tử lớn hơn và phức tạp hơn nữa, trong khi vẫn giữ độ phức tạp tổng thể tương đối giống nhau. Chỉ cần thầm nhớ rằng mớ hỗn độn của các transistor và dây dẫn vẫn còn ở trong đó. Ví dụ, một phép tính Boolean hữu ích khác trong tính toán có tên là Exclusive OR hay viết tắt là XOR. Cổng XOR khá giống như cổng OR thông thường, nhưng có một điểm khác biệt là nếu cả hai đầu vào đều đúng thì đầu ra của XOR là sai. Chỉ có hai trường hợp để đầu ra của XOR đúng là khi một đầu vào là đúng và đầu vào khác là sai. Và đương nhiên, cổng XOR cũng được xây dựng từ các transistor, nhưng sẽ là một mớ hỗn độn và khá khó hiểu nếu chúng ta thể hiện mạch điện của cổng XOR dưới dạng các transistor. Để đơn giản hóa nhằm giúp bạn dễ hiểu, chúng ta có thể biểu diễn một cổng XOR được tạo ra từ 3 cổng Boolean cơ bản mà chúng ta đã đề cập ở phía trên. Vì cổng XOR này có hai đầu vào là A và B và một đầu ra, nên hãy bắt đầu với một cổng OR vì bản logic của nó trông gần giống với một cổng XOR. Nhìn vào bản logic, bạn có thể thấy hai cổng logic này chỉ khác nhau trong một trường hợp duy nhất, đó là khi A và B đều là đúng. Trong trường hợp này, cổng OR sẽ cho ra kết quả là đúng, còn cổng XOR cho ra kết quả là sai. Để điều chỉnh được trường hợp này, chúng ta cần gắn thêm một số cổng logic khác vào. Chẳng hạn như chúng ta có thể gắn thêm một cổng AND. Nhưng khi cả hai đầu vào của cổng AND là true, thì đầu ra của nó sẽ là true. Và đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta thêm cổng NOT vào ngay phía sau của cổng AND, thì nó sẽ chuyển từ true thành false. Và đó là kết quả mà chúng ta muốn. Nhưng do cổng XOR chỉ có một ngõ ra duy nhất, nên chúng ta cần thêm một cổng AND ở vị trí cuối cùng để kết hợp hai đầu ra hiện tại lại thành một đầu ra duy nhất. Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra lại từng trường hợp trong bản logic để xem mạch điện này có hoạt động giống cổng XOR không nhé. Trường hợp đầu tiên là cả hai ngõ vào đều là true. Khi đó, ngõ ra của cổng AND thứ nhất sẽ cho ra kết quả là true. Cổng NOT nhận ngõ vào là true sẽ cho ra kết quả là false. Cùng lúc đó, ngõ ra của cổng OR bên dưới cho kết quả là true. Do đó, cổng AND cuối cùng có một ngõ vào là false và một ngõ vào là true, nên nó sẽ cho ra kết quả cuối cùng là false. Và kết quả này khớp với trường hợp thứ nhất trong bản logic của cổng XOR. Trường hợp thứ hai, ngõ vào A là true, còn ngõ vào B là false. Khi đó, ngõ ra của cổng AND thứ nhất sẽ cho ra kết quả là false. Cổng NOT nhận ngõ vào là false sẽ cho ra kết quả là true. Cùng lúc đó, ngõ ra của cổng OR bên dưới cho kết quả là true. Do đó, cổng AND cuối cùng có cả hai ngõ vào đều là true, nên nó sẽ cho ra kết quả cuối cùng là true. Và kết quả này cũng khớp với trường hợp thứ hai trong bản logic của cổng XOR. Trường hợp thứ ba, ngõ vào A là false, còn ngõ vào B là true. Khi đó, ngõ ra của cổng AND thứ nhất sẽ cho ra kết quả là false. Cổng NOT nhận ngõ vào là false sẽ cho ra kết quả là true. Cùng lúc đó, ngõ ra của cổng OR bên dưới cho kết quả là true. Do đó, cổng AND cuối cùng có cả hai ngõ vào đều là true, nên nó sẽ cho ra kết quả cuối cùng là true. Và kết quả này cũng khớp với trường hợp thứ ba trong bản logic của cổng XOR. Trường hợp cuối cùng là cả hai ngõ vào đều là false. Khi đó, ngõ ra của cổng AND thứ nhất sẽ cho ra kết quả là false. Cổng NOT nhận ngõ vào là false sẽ cho ra kết quả là true. Cùng lúc đó, ngõ ra của cổng OR bên dưới cho kết quả là false. Do đó, cổng AND cuối cùng có một ngõ vào là true và một ngõ vào là false, nên nó sẽ cho ra kết quả cuối cùng là false. Và kết quả này cũng khớp với trường hợp cuối cùng trong bản logic của cổng XOR. Như vậy là chúng ta đã xây dựng xong cổng logic XOR. Nó là một thành phần rất quan trọng trong các hoạt động tính toán của vi xử lý CPU, và chúng ta sẽ tìm hiểu nó sâu hơn trong một tập khác. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta có thể đặt cổng XOR vào hộp công cụ của chúng ta và không phải lo lắng về các cổng logic riêng lẻ tạo nên nó, hoặc các transistor tạo nên các cổng đó, hoặc cách các electron di chuyển qua một chất bán dẫn.
chuyển lên một lớp trừu tượng khác. Khi các kỹ sư máy tính thiết kế bộ xử lý, họ hiếm khi làm việc ở cấp độ transistor. Thay vào đó, họ sẽ làm việc với các khối lớn hơn nhiều như cổng logic và thậm chí các thành phần lớn hơn được tạo thành từ rất nhiều cổng logic. Chúng ta sẽ thảo luận về điều này trong nhiều tập phim sau. Và ngay cả khi bạn là một lập trình viên máy tính chuyên nghiệp, bạn sẽ không thường xuyên nghĩ về thế giới vật lý, thực sự thực hiện những đoạn chương trình do bạn viết như thế nào với những thành phần nhỏ xíu này. Như vậy, chúng ta đã chuyển từ suy nghĩ về các tín hiệu điện thô sang cách biểu diễn dữ liệu đầu tiên của chúng ta là true và false. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã nếm được một chút hương vị của điện toán. Hiện tại, chỉ với những cổng logic trong tập phim này, các bạn đã có thể xây dựng một cỗ máy đánh giá các câu lệnh logic phức tạp. Chẳng hạn như, nếu bạn là người yêu thích cuộc sống này, and yêu thích khoa học máy tính, thì hẹn các bạn trong tuần sau. Biểu diễn số và chữ cái bằng nhị phân. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách máy tính lưu trữ và biểu diễn dữ liệu số. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nói về toán học. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, vì những kiến thức về toán học này có thể bạn cũng đã biết. Trong tập phim trước, chúng ta đã nói về cách các transistor có thể được sử dụng để xây dựng các cổng logic và có thể thực hiện các câu lệnh Boolean. Chúng ta cũng đã biết trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị nhị phân là true và false. Nhưng nếu chỉ có hai giá trị thì làm thế nào có thể đại diện cho tất cả các thông tin mà chúng ta đang thấy trong cuộc sống hàng ngày? Đó chính là nơi mà toán học xuất hiện. Như đã đề cập ở tập trước, một giá trị nhị phân duy nhất có thể được sử dụng để biểu diễn một số. Thay vì biểu diễn là true và false, chúng ta có thể gọi hai trạng thái này là một và không. Điều này thực sự vô cùng hữu ích. Và nếu chúng ta muốn biểu diễn những thứ lớn hơn, chúng ta chỉ cần thêm nhiều chữ số nhị phân hơn. Điều này hoạt động tương tự như các số thập phân mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Với số thập phân, chỉ có 10 giá trị mà một chữ số duy nhất có thể đại diện là từ 0 đến 9. Và để đại diện cho các số lớn hơn 9, chúng ta bắt đầu thêm vào nhiều chữ số vào phía trước. Chúng ta cũng có thể làm tương tự với hệ nhị phân. Ví dụ, hãy lấy số 263. Con số này thực sự đại diện cho điều gì? Nó có nghĩa là chúng ta có 2 hàng trăm, 6 hàng chục và 3 hàng đơn vị. Nếu bạn cộng tất cả những thứ đó lại với nhau, chúng ta có 263. Nếu các bạn để ý, thì các bạn sẽ thấy mỗi cột có một hệ số nhân khác nhau. Trong trường hợp này, đó là 100, 10 và 1. Hệ số nhân của mỗi cột sẽ lớn hơn 10 lần so với hệ số nhân của cột bên phải. Đó là bởi vì mỗi cột có thể đại diện cho 10 chữ số, từ 0 đến 9. Sau đó, bạn phải chuyển một chữ số sang cột tiếp theo. Đây chính là lý do mà nó được gọi là ký hiệu cơ số 10, hoặc được gọi là số thập phân, vì thập phân có nghĩa là 10. Hệ nhị phân cũng hoạt động theo cùng một cách như vậy, nhưng nó chỉ là cơ số 2. Đó là bởi vì nó chỉ có thể có hai giá trị trong hệ nhị phân là 1 và 0. Điều này có nghĩa là hệ số nhân của mỗi cột của số nhị phân sẽ chỉ lớn hơn 2 lần so với hệ số nhân của cột bên phải của nó. Do đó, thay vì có hệ số nhân là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, số nhị phân có hệ số nhân đối với ví dụ này là số 4, số 2 và số 1. Lấy ví dụ số nhị phân là 1, 0, 1. Điều này có nghĩa là chúng ta có một số 4, 0 số 2 và một số 1. Cộng tất cả những thứ đó lại với nhau và chúng ta có số 5 của hệ thập phân. Nhưng để biểu diễn các số lớn hơn, hệ nhị phân cần nhiều chữ số hơn. Ví dụ như lấy số này ở dạng nhị phân 10110111. Chúng ta có thể chuyển nó thành số thập phân theo cách tương tự như đã nói ở trên. Ta có 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4, 0 x 8, 1 x 16, 1 x 32, 0 x 64 và 1 x 128. Tất cả cộng lại là 183. Như bạn thấy, toán học với số nhị phân cũng không khó. Lấy ví dụ, phép cộng số thập phân của 183 cộng với 19. Đầu tiên, chúng ta cộng 3 cộng 9, tức là 12. Vì vậy, chúng ta đặt 2 làm tổng và mang 1 lên cột hàng chục. Bây giờ, chúng ta lấy 8 cộng với 1 và cộng với 1 mà chúng ta đã mang lên trước đó. Tổng cộng là 10. Vì vậy, chúng ta lại đặt số 0 làm tổng và mang 1 lên cột hàng trăm.
Cuối cùng, chúng ta lấy 1 cộng với 1 mà chúng ta đã mang lên bằng 2. Vậy, tổng số cuối cùng là 202. Tương tự, chúng ta cũng cộng 183 với 19, nhưng ở dạng nhị phân, chúng ta cũng bắt đầu từ phải sang trái. 1 cộng 1 cho ra kết quả là 2. Tuy nhiên, không có ký hiệu số 2 trong hệ nhị phân. Vì vậy, chúng ta sử dụng số 1, 0 thay cho số 2, đồng thời đặt số 0 làm tổng và mang số 1 qua cột kế tiếp. Điều này cũng tương tự như trong ví dụ cộng 2 số thập phân phía trên. Chúng ta tiếp tục lấy 1 cộng với 1, cộng với 1 được mang lên bằng 3 và được biểu diễn dưới dạng nhị phân là 1, 1. Vì vậy, chúng ta đặt tổng là 1 và lại mang 1 qua cột kế tiếp. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ kết thúc với kết quả là 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tương ứng với số 202 trong hệ thập phân. Mỗi chữ số nhị phân, 1 hoặc 0, được gọi là một bit. Vì vậy, trong ví dụ cuối cùng này, chúng ta đã sử dụng các số nhị phân 8 bit. Một số nhị phân 8 bit có thể biểu diễn giá trị thấp nhất là 0 và giá trị cao nhất là 255. Đó là khi tất cả 8 bit phải được đặt thành 1. Như vậy, với 8 bit, chúng ta có thể biểu diễn được 256 giá trị khác nhau, tương đương với 2 lũy thừa 8. Bạn có thể đã nghe nói về máy tính 8 bit, các đồ họa hoặc các âm thanh 8 bit. Đây là những máy tính đã thực hiện hầu hết các hoạt động của chúng trong các khối 8 bit. Nhưng 256 giá trị khác nhau thực sự là quá ít. Điều đó có nghĩa là những thứ như trò chơi 8 bit bị giới hạn ở 256 màu sắc khác nhau cho phần đồ họa của chúng. 8 bit là một mốc kích thước phổ biến trong máy tính, nó chính là 1 byte. 1 byte có 8 bit. Nếu bạn có 10 byte, điều đó có nghĩa là bạn thực sự có 80 bit. Chẳng hạn, bạn cũng đã từng nghe nói về kilobyte, megabyte, gigabyte, v.v. Các đơn vị này biểu thị cho các quy mô dữ liệu khác nhau. Cũng giống như 1 kg bằng 1.000 gram, 1 kilobyte là 1.000 byte, hoặc thực sự là 8.000 bit. Tuy nhiên, trong hệ nhị phân, 1 kilobyte tương đương với 2 lũy thừa 10 byte bằng 1024 byte. Thực ra, nói bằng 1000 byte cũng đúng khi nói về kilobyte, nhưng chúng ta nên thừa nhận rằng đó không phải là một định nghĩa đúng duy nhất. Tiếp theo là megabyte bằng 1 triệu byte và gigabyte là 1 tỷ byte. Ngày nay, bạn thậm chí có thể đang sở hữu một ổ cứng có dung lượng lưu trữ 1 terabyte. Nó tương đương với 8000 tỷ bit. Có thể bạn cũng đã nghe đến thuật ngữ máy tính 32 bit hoặc 64 bit. Bạn gần như chắc chắn là đang sử dụng một máy tính tại thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là chúng hoạt động ở các khối 32 hoặc 64 bit, đó là rất nhiều bit. Con số lớn nhất mà bạn có thể biểu diễn với 32 bit chỉ gần bằng 4,3 tỷ. Đó là 32 số 1 trong hệ nhị phân. Đây là lý do tại sao các bức ảnh trên Instagram của chúng ta rất mịn và đẹp. Chúng được tạo bởi hàng triệu màu sắc bởi vì máy tính ngày nay sử dụng đồ họa màu 32 bit. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều là số dương giống như tài khoản ngân hàng của bạn. Vì vậy, chúng ta cần một cách để biểu diễn số dương và số âm. Hầu hết các máy tính sử dụng bit đầu tiên cho dấu hiệu. Số 1 biểu diễn cho số âm, số 0 biểu diễn cho số dương, sau đó sử dụng 31 bit còn lại cho chính số đó. Điều đó đã giảm phạm vi của chúng ta từ khoảng 4 tỷ xuống còn khoảng cộng hoặc trừ 2 tỷ. Mặc dù đây là một phạm vi con số khá lớn, nhưng nó không đủ cho nhiều nhiệm vụ. Chẳng hạn như với 32 bit sẽ không thể biểu diễn được con số 7,8 tỷ người trên trái đất, hoặc biểu diễn số nợ quốc gia của Hoa Kỳ sau tất cả là gần 27.000 tỷ đô la. Đấy là lý do tại sao số 64 bit lại rất hữu ích. Giá trị lớn nhất mà một số 64 bit có thể đại diện là khoảng 9,2 nghìn triệu tỷ, hoặc có thể đọc là 9,2 tỷ tỷ. Đó là rất nhiều con số có thể xảy ra và hy vọng sẽ ở trên mức nợ công của một số quốc gia trong một thời gian dài. Quan trọng nhất là máy tính phải gắn nhãn các vị trí trong bộ nhớ của chúng, được gọi là địa chỉ, để lưu trữ và truy xuất các giá trị trong bộ nhớ. Khi bộ nhớ máy tính đã phát triển lên đến gigabyte và terabyte, tức là hàng nghìn tỷ byte, thì cũng cần phải có địa chỉ bộ nhớ 64 bit. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về điều này trong phần sau. Ngoài các số âm và số dương, máy tính cũng cần phải xử lý các số không phải là số nguyên, chẳng hạn như 12,7 hoặc 3,14.
Chúng được gọi là các số float point. Một số phương pháp đã được phát triển để biểu diễn số float point, trong đó phổ biến nhất là tiêu chuẩn IEEE 754. Về bản chất, tiêu chuẩn này lưu trữ các giá trị thập phân giống như ký hiệu khoa học. Ví dụ, 625,9 có thể được biết là 0,6259 nhân 10 lũy thừa 3. Có hai con số quan trọng ở đây, 0,6259 là số significant và 3 là số mũ. Trong số floating point 32 bit, bit đầu tiên được sử dụng cho dấu của số là dương hoặc âm. 8 bit tiếp theo được sử dụng để lưu trữ số mũ và 23 bit còn lại được sử dụng để lưu trữ số significant. Chúng ta đã nói rất nhiều về các con số, nhưng tên của bạn có thể bao gồm các chữ cái. Vì vậy, máy tính cũng cần phải có cách biểu diễn văn bản. Tuy nhiên, thay vì có một dạng lưu trữ đặc biệt cho các chữ cái, máy tính chỉ sử dụng các con số để biểu thị các chữ cái. Cách tiếp cận đơn giản nhất có thể là chỉ cần đánh số các chữ cái trong bảng chữ cái, ví dụ như A là 1, B là 2, C là 3, v.v. Trên thực tế, Francis Bacon, nhà văn nổi tiếng người Anh, đã sử dụng chuỗi 5 bit để mã hóa tất cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh để gửi các thông điệp bí mật vào những năm 1600. Và 5 bit có thể lưu trữ 32 giá trị có thể có, như vậy là đủ cho 26 chữ cái, nhưng không đủ cho dấu câu, chữ hoa, chữ thường và con số. Đó là lý do một bộ mã đầy đủ hơn cần phải được ra đời. Mã ASCII, đó là bộ mã tiêu chuẩn Hoa Kỳ để trao đổi thông tin. Nó được phát minh vào năm 1963. ASCII là một mã 7 bit đủ để lưu trữ 128 giá trị khác nhau. Với phạm vi mở rộng này, nó có thể mã hóa chữ viết hoa, chữ thường, chữ số từ 0 đến 9 và các ký hiệu như dấu amoc và dấu chấm câu. Ví dụ, chữ thường A thường được biểu thị bằng số 97, trong khi chữ A viết hoa là 65. Dấu hai chấm là 58 và dấu ngoặc đơn đóng là 41. Vì ASCII là một tiêu chuẩn ban đầu nên nó đã được sử dụng rộng rãi và cho phép các máy tính khác nhau do các công ty khác nhau chế tạo có thể trao đổi dữ liệu. Khả năng trao đổi thông tin toàn cầu này được gọi là khả năng tương tác. Tuy nhiên, nó có một hạn chế lớn là nó thực sự chỉ được thiết kế cho tiếng Anh. May mắn thay, có 8 bit trong một byte, trong khi mã ASCII mới chỉ sử dụng có 7 bit. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các đoạn mã từ giá trị 128 đến 255 mà trước đây không được sử dụng để dùng cho các ký tự quốc gia. Ở Hoa Kỳ, những con số bổ sung đó chủ yếu được sử dụng để mã hóa các ký hiệu bổ sung như ký hiệu toán học, các yếu tố đồ họa và các ký tự có dấu thông thường. Mặt khác, trong khi các ký tự Latin được sử dụng phổ biến, máy tính Nga sử dụng các mã bổ sung để mã hóa các ký tự Cyrillic, và máy tính Hy Lạp sử dụng các mã bổ sung để mã hóa các chữ cái Hy Lạp, v.v. Và mã ký tự quốc gia hoạt động khá tốt cho hầu hết các quốc gia. Vấn đề là, nếu bạn mở một email được viết bằng tiếng Latvia trên máy tính Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả là hoàn toàn không thể hiểu được. Và mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ với sự gia tăng của máy tính ở châu Á khi các ngôn ngữ như tiếng Trung và tiếng Nhật có hàng nghìn ký tự. Không có cách nào để mã hóa tất cả các ký tự đó trong 8 bit. Đáp lại, mỗi quốc gia đã phát minh ra các lược đồ mã hóa nhiều byte, tất cả đều không tương thích lẫn nhau. Và vì vậy, Unicode được sinh ra. Nó là một định dạng để thống nhất tất cả. Unicode được phát triển vào năm 1992 để cuối cùng loại bỏ tất cả các bản mã quốc tế khác nhau. Nó đã thay thế chúng bằng một lược đồ mã hóa chung. Phiên bản phổ biến nhất của Unicode sử dụng 16 bit với đủ không gian cho mọi ký tự đơn, từ mọi ngôn ngữ từng được sử dụng, hơn 100 loại chữ viết, cộng với khoảng trống cho các ký hiệu toán học và thậm chí cả các ký tự đồ họa như emoji. Và theo cách mà ASCII định nghĩa một sơ đồ để mã hóa các chữ cái dưới dạng số nhị phân, các định dạng tệp khác như MP3 hoặc GIF cũng sử dụng số nhị phân để mã hóa âm thanh hoặc màu sắc của pixel trong ảnh, phim và nhạc của chúng ta. Tất cả đều nằm ở các chuỗi bit dài, tin nhắn văn bản, video YouTube này, mọi trang web trên Internet và thậm chí cả hệ điều hành trên máy tính của bạn, không có gì khác ngoài các chuỗi dài 1 và 0.
Trong tập phim kế tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu nói về cách máy tính của bạn vận hành các chuỗi nhị phân đó như thế nào, để chúng ta thực sự có được hương vị đầu tiên về điện toán.